chào các em. Cô xin tự giới thiệu với các em, cô tên là Nội Thanh Hoa, cô đến từ trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn, huyện Kim Động. Rất vui được đồng hành với các em trong chương trình học trên đài truyền hình ngày hôm nay với bộ môn toán lớp 9. Trong các buổi học vừa rồi, các thầy cô đã hướng dẫn các em rất nhiều cách để giải phương trình bậc 2 một ẩn. Có thể dùng phương pháp nhẩm nghiệm theo định lý VS, có thể dùng công thức nghiệm hay có thể dùng công thức nghiệm thu gọn. Và sau đây cô mời các em cùng cô tái hiện lại các công thức đó nhé. Với phương pháp nhẩm nghiệm, cô khuyên các em nên ưu tiên phương pháp này khi mà phương trình bậc 2 của chúng ta có các hệ số ABC rơi vào trường hợp đặc biệt sau. Nếu A cộng B cộng C bằng 0 thì phương trình bậc 2 sẽ có nghiệm x1 bằng 1, x2 bằng C trên A. Trường hợp 2, nếu A trừ B cộng C bằng 0 thì phương trình có một nghiệm x bằng trừ 1, nghiệm x2 bằng trừ C trên A. Với công thức nghiệm tổng quát, các em có thể sử dụng để giải được mọi phương trình bậc 2 một ẩn bằng cách tính biệt thức delta bằng B bình phương trừ 4AC. Nếu delta lớn hơn 0, phương trình có hai nghiệm phân biệt x1, x2 bằng trừ B cộng trừ căn delta trên 2A. Nếu delta bằng 0, phương trình có nghiệm kép x1, x2 bằng trừ B trên 2A. Nếu delta nhỏ hơn 0 thì phương trình sẽ vô nghiệm. Còn với công thức nghiệm thu gọn, các bạn nên áp dụng khi hệ số B của chúng ta là chẵn. Chúng ta sẽ tính B phẩy bằng B chia 2 và biệt thức delta phẩy bằng B phẩy bình trừ AC. Delta phẩy lớn hơn 0, phương trình cũng có hai nghiệm phân biệt x1, x2 bằng trừ B phẩy cộng trừ căn delta phẩy trên A. Nếu delta phẩy bằng 0 thì phương trình có nghiệm kép x1, x2 bằng trừ B phẩy trên A. Còn delta phẩy nhỏ hơn 0 thì phương trình sẽ vô nghiệm. Vậy có thể nói phương trình bậc 2 một ẩn là một phương trình rất quan trọng trong chương trình toán 9 của chúng ta. Một lần nữa, cô mong các em sẽ nhận dạng tốt được phương trình bậc 2 một ẩn qua các ví dụ sau. Các em thử đoán với cô xem phương trình A, B, C, D hay E sẽ là phương trình bậc 2 một ẩn. Cô dành cho các em ít phút để suy nghĩ nhé. Vâng, các bạn đều có câu trả lời giống cô đúng không? Chắc chắn các bạn thấy phương trình C sẽ là phương trình bậc 2 một ẩn. Còn phương trình A, B, D và E không phải là phương trình bậc 2 một ẩn. Vấn đề đặt ra là phương trình A, C, A, B, D, E là loại phương trình nào? Cách giải ra sao? Liệu chúng có thể đưa về phương trình bậc 2 một ẩn không? Để trả lời câu hỏi này, cô và các bạn đến với bài học ngày hôm nay, phương trình quy về phương trình bậc 2 một ẩn và luyện tập. Các em hãy mang sách vở của mình ra ghi chép vào. Trong bài học ngày hôm nay, cô và các bạn sẽ đi tìm hiểu 3 dạng phương trình có thể quy về phương trình bậc 2 một ẩn. Thứ nhất, đó là phương trình trùng phương. Đứng trước một phương trình, các em hãy trả lời cho cô 2 câu hỏi. Dạng phương trình như thế nào và cách giải ra sao? Phương trình trùng phương có dạng AX mũ 4 cộng BX bình cộng C bằng 0 với hệ số A khác 0 các em nhé. Quan sát chúng ta có thể nói phương trình trùng phương có vế trái là một đa thức bậc 4 và các hạng tử của đa thức là các đơn thức có bậc chẵn như bậc 4, bậc 2 hay bậc 0. Để nhận biết thì cô mời các bạn sẽ trả lời cho cô biết trong các phương trình sau đây, đâu là phương trình trùng phương? Cô cũng dành cho các em một ít phút để các bạn suy nghĩ, loại trừ cho cô xem kết quả của bài toán này là như thế nào. Vâng, cô tin các bạn đã có câu trả lời phải không? Chúng ta thấy phương trình A đúng là phương trình trùng phương rồi. Với hệ số A bằng 1, hệ số B bằng trừ 13 và hệ số C là 36. Còn phương trình B không phải là phương trình trùng phương bởi chúng ta nhận thấy nó có bậc là 3. Phương trình C cũng như vậy, có bậc là 4 nhưng tuy nhiên các hạng tử trong phương trình lại có chứa những đơn thức có bậc lẻ kia.
như trừ x mũ 3 cộng x cũng không được gọi là phương trình trùng phương. Phương trình D cũng giống như phương trình C không được gọi là phương trình trùng phương. Ở ý E thì phương trình này là phương trình bậc 2, các bạn đã nhận ra chưa? Vậy chỉ có mỗi phương trình A là phương trình trùng phương. Vấn đề lại đặt ra là cách giải phương trình này ra sao? Các bước giải của phương trình trùng phương, cô xin tư vấn cho các em với 4 bước như sau. Bước 1, các bạn sẽ đặt x bình bằng t với điều kiện t lớn hơn hoặc bằng 0. Khi đó, phương trình có dạng at bình cộng bt cộng c bằng 0. Các bạn thấy phương trình trùng phương là phương trình 1 ban đầu đã trở thành phương trình bậc 2 có ẩn là t. Vậy việc giải phương trình trùng phương chúng ta đã quy về phương trình bậc 2 ẩn t. Nên bước 2 ta sẽ giải phương trình bậc 2 ẩn t. Và bước thứ 3, các bạn hãy chọn cho cô những giá trị t lớn hơn hoặc bằng 0 và thay vào biểu thức x bình phương bằng t để tìm x. Bước 4, các bạn hãy kết luận nghiệm của phương trình đã cho. Để vận dụng tốt các bước giải, cô mời và các bạn sẽ làm cho cô ví dụ sau. Ví dụ 1, giải phương trình x mũ 4 trừ 13 x bình cộng 36 bằng 0, cô ký hiệu là phương trình 1. Sau đây, cô sẽ dành cho các bạn một ít phút để làm cho cô nội dung ví dụ 1. Vâng, các bạn cũng đã áp dụng được các bước rồi phải không? Sau đây, cô và các bạn sẽ đi tìm hiểu nội dung ví dụ 1. Đầu tiên, chúng ta sẽ đặt x bình phương bằng t với điều kiện t lớn hơn hoặc bằng 0 các em nhé. Ta sẽ được một phương trình bậc 2 ẩn t là t bình phương trừ 13t cộng 36 bằng 0. Và cô ký hiệu là phương trình 2. Chúng ta sẽ giải phương trình 2. Với phương trình 2 thì cô sử dụng phương pháp, đó là dùng công thức nghiệm. Tính delta bằng âm 13 tất cả bình phương trừ 4 nhân 1 nhân 36 có kết quả là 25 lớn hơn 0. Nên phương trình có nghiệm T1 bằng 9 và T2 bằng 4. À, hai giá trị này các bạn thấy đều thỏa mãn điều kiện t lớn hơn bằng 0. Đến bước tiếp theo, với t bằng 9 thì chúng ta sẽ suy ra giá trị x bình phương bằng 9 và có hai giá trị là x bằng cộng trừ 3. Tương tự như vậy, với t bằng 4 thì chúng ta có x bình phương bằng 4 và x bằng cộng trừ 2. Vậy chúng ta có thể kết luận tập nghiệm của phương trình đã cho là tập S bằng cộng trừ 3 và cộng trừ 2. Hay nói cách khác, phương trình trùng phương của chúng ta ở ví dụ 1 sẽ có 4 nghiệm. Các bạn có thể coi ví dụ 1 của cô là ví dụ mẫu và các bạn sẽ chép vào trong vở của mình để chúng ta lấy tài liệu học tập nhé. Tiếp theo, để củng cố về phương trình trùng phương, cô và các bạn sẽ đến với câu hỏi trắc nghiệm số 1. Các bạn hãy tìm cho cô tập nghiệm của phương trình 4x mũ 4 cộng x bình trừ 5 bằng 0 là. Em hãy lựa chọn cho cô xem đáp án A, B, C hay D. Vâng, cô cũng sẽ dành cho các em thời gian ít phút để các bạn sẽ suy nghĩ và làm nội dung bài toán này ạ. Cô tin rằng các em sẽ đưa ra câu trả lời giống cô, đó là đáp án A. Bởi vì muốn tìm tập nghiệm của phương trình trùng phương, đương nhiên chúng ta phải giải phương trình trùng phương. Và cách giải như cô giáo đã hướng dẫn các em ở trên, đó là chúng ta quy về phương trình bậc 2 ẩn t bằng cách đặt x bình phương bằng t. Ta sẽ được một phương trình 4t bình cộng t trừ 5 bằng 0. Cô giáo sẽ giải phương trình bậc 2 ẩn t này bằng phương pháp nhẩm nghiệm. Vì tổng các hệ số A, B, C sẽ bằng 0. Nên dễ dàng suy ra T1 bằng 1 và T2 bằng trừ 5/4. Với giá trị T1 bằng 1, đương nhiên thỏa mãn điều kiện T lớn bằng 0. Còn giá trị T2 bằng trừ 5/4 thì không thỏa mãn điều kiện T lớn bằng 0. Cho nên chúng ta trở lại cách đặt với giá trị T bằng 1. Thì x bình phương bằng 1 hay x sẽ bằng cộng trừ 1. Vậy có nghĩa là T
Tập nghiệm của phương trình trùng phương trên có hai giá trị là cộng trừ 1. Đáp án A là lựa chọn đúng của cô và các bạn. Tiếp theo, cô mời các bạn đến với câu hỏi trắc nghiệm số 2. Các em hãy tìm cho cô số nghiệm của phương trình 3x mũ 4 cộng 4x bình cộng 1 bằng 0 là. Các bạn lưu ý từ khóa ở đây là số nghiệm. Vâng, đáp án A 1, B 0, C 2, D 4. Các em sẽ lựa chọn đáp án nào đây? Cô lại dành cho các em ít phút để suy nghĩ và trả lời giúp cô nhé. Vâng, để trả lời câu hỏi này thì chúng ta cũng phải giải phương trình trùng phương bằng cách nhanh nhất, đó là chúng ta sẽ quy về phương trình bậc 2 ẩn t với phương pháp đặt ẩn phụ. Tôi được một phương trình bậc 2 ẩn t là 3t bình cộng 4t cộng 1 bằng 0. Phương trình này cô cũng giải theo phương pháp nhẩm nghiệm bởi vì hệ số a trừ b cộng c bằng 0. Nên suy ra giá trị t1 bằng trừ 1 và t2 bằng trừ 1/3. Rõ ràng các em thấy hai giá trị này đều âm, không thỏa mãn điều kiện t lớn bằng 0, cho nên phương trình đã cho sẽ vô nghiệm. Vậy tôi sẽ lựa chọn đáp án là B. Số nghiệm của phương trình là 0. Và cô tin rằng các em cũng có kết quả giống như cô. Qua quá trình các em thực hành, khi giải phương trình trùng phương, các em thấy phương trình trùng phương có thể có 0 nghiệm, 1 nghiệm, 2 nghiệm, 3 nghiệm và tối đa là 4 nghiệm. Cách giải phương trình trùng phương được quy về phương trình bậc 2 ẩn t. Vậy, số nghiệm của phương trình trùng phương và số nghiệm của phương trình được quy về bậc 2 ẩn t có mối liên hệ gì với nhau? Ví dụ, để phương trình trùng phương có 4 nghiệm thì rõ ràng phương trình bậc 2 ẩn t phải có 2 nghiệm dương phân biệt. Và các trường hợp còn lại, cô mong rằng các em sẽ hoàn thiện vào trong vở của mình và trả lời cho cô. Vâng, phần thứ hai cô và các bạn sẽ đi nghiên cứu trong bài học ngày hôm nay, đó là loại phương trình chứa ẩn ở mẫu. Phương trình chứa ẩn ở mẫu, các bước giải, các dạng phương trình thì chúng ta đã được học trong chương trình toán lớp 8 rồi. Sau đây cô xin nhắc lại với các em 4 bước giải thông thường của phương trình chứa ẩn ở mẫu như sau. Bước 1, các em hãy tìm điều kiện xác định của phương trình. Bước 2, các em hãy quy đồng và khử mẫu hai vế của phương trình. Bước 3, các em sẽ giải phương trình vừa thu được. Và bước 4, các em nên đối chiếu với điều kiện xác định và kết luận nghiệm của phương trình. Bước này vô cùng quan trọng, các bạn phải đối chiếu với điều kiện xác định. Nếu không, các bạn sẽ xuất hiện những nghiệm người ta gọi là nghiệm ngoại lai. Và cụ thể, cô và các bạn sẽ tìm hiểu ví dụ 2 sau đây để minh họa cho 4 bước giải trên. Đó là giải phương trình x bình phương trừ 3x cộng 6 trên x bình phương trừ 9 bằng 1 trên x trừ 3, cô ký hiệu là phương trình 1. Để giải phương trình 1, bước đầu tiên các bạn cùng cô đi tìm điều kiện xác định, có nghĩa là điều kiện để mẫu x bình trừ 9 và x trừ 3 đồng thời khác 0. Và kết quả là x khác cộng trừ 3. Sang bước thứ 2, chúng ta cần quy đồng và khử mẫu hai phương trình. Rõ ràng, các bạn nhìn thấy mẫu chung của hai vế của phương trình là x bình phương trừ 9, cho nên chúng ta sẽ được từ phương trình 1 tương đương với x bình phương trừ 3x cộng 6 trên x bình phương trừ 9 bằng x cộng 3 trên x bình trừ 9. Khử mẫu ta được một phương trình là x bình phương trừ 3x cộng 6 bằng x cộng 3. Biến đổi chúng ta được một phương trình là x bình phương trừ 4x cộng 3 bằng 0, cô ký hiệu là phương trình 2. Rõ ràng các bạn thấy từ phương trình 1 chứa ẩn ở mẫu, cô đã quy về được phương trình 2 là phương trình gì ạ? Bậc 2 một ẩn rất quen thuộc. Vậy chúng ta chỉ cần đi giải được phương trình 2 là tìm được nghiệm của phương trình 1 rồi. Vâng, giải phương trình 2 cô cũng dùng phương pháp nhẩm nghiệm để cho nó nhanh vì tổng hệ số A cộng B cộng C bằng 0. Nên phương trình có nghiệm là x bằng 1 và x bằng 3. Các bạn nhận thấy giá trị x bằng 1 thỏa mãn điều kiện xác định, còn x bằng 3 thì không thỏa mãn điều kiện xác định. Vậy chúng ta có thể kết luận tập nghiệm của phương trình này là 1/4, đó là 1.
Các bạn có thể ghi cho cô nhanh nội dung ví dụ 2 vào vở của mình các em nhé. Và đến với dạng phương trình tiếp theo với nội dung đó là phương trình tích. Dạng phương trình tích các em cũng được làm quen và biết được phương pháp giải trong chương trình toán 8 rồi. Sau đây cô xin nhắc lại. Phương trình tích có dạng biểu thức A nhân biểu thức B nhân biểu thức C vân 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 bằng 0. Cách giải. Chúng ta thấy chúng ta áp dụng được tính chất của phép nhân tương đương với biểu thức A bằng 0 hoặc biểu thức B bằng 0 và hoặc biểu thức C bằng 0 vân vân. Cụ thể cô và các bạn sẽ đến với nội dung ví dụ 3 để minh họa các bước giải đó nhé. Ví dụ 3. Giải phương trình x cộng 1 nhân với x bình cộng 2x trừ 3 bằng 0. Các em có thể quan sát và coi như x cộng 1 là biểu thức A và x bình cộng 2x trừ 3 chính là biểu thức B. Vậy chúng ta sẽ có ngay các bước giải như sau. Từ phương trình ban đầu chúng ta tương đương với x cộng 1 bằng 0, cô ký hiệu là phương trình 1. Hoặc x bình cộng 2x trừ 3 bằng 0, cô ký hiệu là phương trình 2. Tiếp theo các bạn đi giải lần lượt hai phương trình. Phương trình 1, x cộng 1 bằng 0 tương đương với x bằng trừ 1. Phương trình 2, x bình phương cộng 2x trừ 3 bằng 0. Đây lại là một phương trình bậc 2 một ẩn. Có tổng các hệ số A, B, C bằng 0. Nên có nghiệm x bằng 1 và x bằng trừ 3. Kết hợp tập nghiệm của phương trình 1 và phương trình 2, cô kết luận chung tập nghiệm của phương trình đã cho gồm 3 phần tử là 1, trừ 1 và trừ 3. Vâng, bên trên cô và các bạn đã đi về 3 ví dụ tương ứng với 3 phương trình đã học. Vậy các bạn hãy vận dụng các kiến thức đã học để chúng ta giải tiếp cùng ví dụ 4 nào. Ví dụ 4, giải phương trình x mũ 3 cộng 3x bình cộng 2x bằng 0, cô ký hiệu là phương trình 1. Cô cho các bạn một khoảng thời gian để chúng ta suy nghĩ, vận dụng những kiến thức đã học để giải cho cô nội dung này. Vâng, các bạn quan sát cho cô ví dụ phương trình 1. Các bạn trả lời cho cô xem, đó có phải là phương trình trùng phương không? Không phải rồi đúng không? Liệu có phải là phương trình chứa ẩn ở mẫu không? Cũng không. Hay đây có phải là phương trình tích không? Cũng không. Vậy làm thế nào để chúng ta sẽ giải được phương trình 1 này? Các bạn lại tiếp tục quan sát vào vế trái của phương trình. Có nhân tử chung là x phải không? Vậy các bạn hãy đặt nhân tử chung ra ngoài thì chúng ta thấy phương trình đã cho tương đương với x nhân với x bình cộng 3x cộng 2 bằng 0. Phương trình đã cho là phương trình tích rồi. Vậy các bước giải các bạn thấy rất dễ dàng rồi phải không? Tương đương với x bằng 0 hoặc x bình cộng 3x cộng 2 bằng 0. Các bạn hãy giải nhanh cho cô hai phương trình này vào vở nào. Với phương trình x bình phương cộng 3x cộng 2 bằng 0, quan sát các em thấy hệ số A trừ B cộng C bằng 1 trừ 3 cộng 2 và bằng 0. Nên có một nghiệm x bằng trừ 1 và x bằng trừ 2. Vậy phương trình 1 đã cho sẽ có 3 nghiệm là trừ 2, trừ 1 và 0. Đấy là phần kết luận tổng nghiệm của phương trình. Vậy là qua bài học ngày hôm nay, cô và các bạn đã tìm hiểu được 3 nội dung tương ứng với 3 dạng phương trình có thể quy được về phương trình bậc 2 một ẩn. Đầu tiên, các bạn thấy cô và các bạn đã tìm hiểu được phương trình trùng phương. Phương trình trùng phương thì các bạn cần nhớ cho cô dạng phương trình là ax mũ 4 cộng bx bình cộng c bằng 0 với hệ số a khác 0. Các bước giải thì các bạn chỉ cần đặt x bình phương bằng t và nhớ là điều kiện t phải lớn hơn hoặc bằng 0. Phương trình đã cho sẽ có dạng phương trình bậc 2 ẩn t là at bình cộng bt cộng c bằng 0. Bước 2, các bạn đi giải cho cô phương trình bậc 2 ẩn t. Bước 3, các bạn chỉ chọn cho cô những giá trị t lớn hơn bằng 0 thay vào biểu thức x bình phương bằng t và tìm ra x.
Bước 4, các bạn cần kết luận của phương trình, nghiệm của phương trình đã cho. Tiếp theo, nội dung thứ hai đó là phương trình chứa ẩn ở mẫu, các bước giải thông thường như các bạn đã biết ở trong chương trình toán lớp 8. Sang đến phương trình thứ ba đó là phương trình tích. Cô nhắc lại với các bạn nhớ cho cô dạng của phương trình tích là biểu thức A nhân biểu thức B nhân biểu thức C vân vân bằng 0. Tương đương với biểu thức A bằng 0 hoặc biểu thức B bằng 0 và hoặc biểu thức C bằng 0. Sau đây các bạn sẽ vận dụng cho cô bài học để đi vào ví dụ số 5 giải phương trình. Các bạn chép cho cô nội dung đề bài vào giải phương trình 11 trên x bình cộng 7 cộng 13 trên x bình cộng 9 cộng 15 trên x bình cộng 11 trừ 3 nhân với x mũ 4 cộng 2x bình trừ 3 bằng 0. Và cô ký hiệu phương trình là phương trình 1. Vâng, các em hãy quan sát cho cô phương trình 1 và trả lời cho cô câu hỏi phương trình 1 là dạng phương trình nào? À, cô tin rằng các bạn sẽ trả lời ngay được câu trả lời đó là phương trình tích. Vậy áp dụng phương trình tích chúng ta sẽ thấy. Đầu tiên các bạn chú ý đến điều kiện xác định của phương trình. Ở đây là mọi x thuộc R. Từ phương trình 1 các bạn tương đương với hai phương trình số 2 và số 3 như sau. 11 trên x bình cộng 7 cộng 13 trên x bình cộng 9 cộng 15 trên x bình cộng 11 trừ 3 bằng 0. Và phương trình số 3 là x mũ 4 cộng 2x bình trừ 3 bằng 0. Vậy việc giải phương trình 1 cô đã quy về giải phương trình số 2 và phương trình số 3. Phương trình số 2 có quen thuộc không các em? Đó là loại phương trình nào? À, phương trình chứa ẩn ở mẫu, đúng rồi. Còn phương trình số 3? À, nó là loại phương trình trùng phương chúng ta đã được tham gia học vào phần mục 1 ngày hôm nay. Vậy cô và các bạn đi giải phương trình số 2 nào. Các bạn thấy phương trình số 2. À, chúng ta sẽ không giải theo phương pháp thông thường như 4 bước giải phương trình chứa ẩn ở mẫu mà cô giáo đã nêu ở trên. Phương trình này hơi đặc biệt một chút. Các bạn có thể tách hạng tử trừ 3 thành trừ 1, trừ 1, trừ 1 và kết hợp với 3 phân thức trên. Ta sẽ được một phương trình mới là 11 trên x bình cộng 7 trừ 1 cộng 13 trên x bình cộng 9 trừ 1 cộng 15 trên x bình cộng 11 trừ 1 bằng 0. Quy đồng lên thì chúng ta thấy một phương trình mới là 4 trừ x bình trên x bình cộng 7 cộng 4 trừ x bình trên x bình cộng 9 cộng 4 trừ x bình trên x bình cộng 11 bằng 0. Các tử số của các phân thức trong vế trái của phương trình đều là 4 trừ x bình. Các bạn có thể đặt ra ngoài 4 trừ x bình nhân với 1 trên x bình cộng 7 cộng 1 trên x bình cộng 9 cộng 1 trên x bình cộng 11 bằng 0. Các bạn nhìn thấy biểu thức 1 trên x bình cộng 7 cộng 1 trên x bình cộng 9 cộng 1 trên x bình cộng 11 luôn khác 0 với mọi giá trị của x. Vì vậy, phương trình tương đương với 4 trừ x bình bằng 0 và tương đương với x bằng cộng trừ 2. Còn phương trình số 3 quen thuộc đúng không? Đó là phương trình trùng phương x mũ 4 cộng 2x bình trừ 3 bằng 0. Với phương pháp đặt ẩn phụ x bình phương bằng t với điều kiện t lớn hơn bằng 0, cô có một phương trình bậc 2 ẩn t rất đẹp là t bình cộng 2t trừ 3 bằng 0. Có các hệ số a cộng b cộng c bằng 0 nên phương trình 2 có hai nghiệm t bằng 1 và t bằng trừ 3. Giá trị t bằng 1 thỏa mãn điều kiện, t bằng trừ 3 thì không thỏa mãn điều kiện t lớn bằng 0. Vậy với t bằng 1 cô tìm được hai giá trị là x bằng cộng trừ 1. Kết hợp tập nghiệm của phương trình 2 và phương trình 3, chúng ta có kết luận tập nghiệm của phương trình 1 là cộng trừ 1 và cộng trừ 2. Với ví dụ 5 vừa rồi, các bạn đã tham gia giải một phương trình mà ở đó các bạn thấy xuất hiện được phương trình tích, phương trình chứa ẩn ở mẫu và phương trình trùng phương. Vận dụng với cái cách giải này, cô tin rằng các bạn sẽ làm tốt được nhiều bài tập khác. Qua bài học ngày hôm nay, cô mong rằng về nhà các bạn học cho cô hai nội dung lý thuyết, đó là các bạn ôn lại các cách giải phương trình bậc 2 và đồng thời ngày hôm nay các bạn ôn tập cho cô các dạng phương trình có thể quy về phương trình bậc 2
và cách giải. Với bài tập tự luyện, các bạn có thể chép cho cô hai bài tập mà cô nêu ở trên bảng. Các bạn cũng có thể dùng phương pháp là chụp màn hình để lưu lại cho cô hai bài tập số 1 và số 2. Vâng, với nội dung bài số 1, các bạn quan sát cho cô xem, đây là các dạng phương trình nào mà chúng ta đã học. Cô tin rằng các bạn đều nhận ra đây chính là phương trình trùng phương. Và phương trình trùng phương thì phương pháp giải như thế nào, cô và các bạn đã làm rất thành thạo trong buổi học ngày hôm nay rồi. Về nhà các bạn sẽ thể hiện cho cô vào trong vở của mình ạ. Cô xin gợi ý bài số 2. Các bạn lại quan sát cho cô phương trình A và phương trình B. Đây là loại phương trình nào? À, đúng rồi, đó là phương trình chứa ẩn ở mẫu. Và bốn bước giải thông thường các bạn sẽ áp dụng chắc chắn sẽ giải được phương trình số 2, phương trình ở bài 2 rất tốt. Với câu C thì sao? Đúng rồi, đây cũng không phải phương trình trùng phương, không phải phương trình chứa ẩn ở mẫu, cũng không phải là phương trình tích. Nhưng tuy nhiên các bạn có thể quan sát cho cô vế trái của phương trình. Các bạn áp dụng cho cô hàng đẳng thức A bình trừ B bình bằng A trừ B nhân A cộng B thì chắc chắn các bạn sẽ biến đổi cho cô được vế trái thành tích và chúng ta thấy lại xuất hiện phương trình tích mà các bước giải thì chúng ta học rồi. Vâng, về nhà các bạn sẽ hoàn thiện giúp cô hai bài tập tự luyện vào vở của mình ạ. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Thân ái, chào các em.